Nếu bạn đã có nhu cầu mua đất game Golden Bike uy tín, giá rẻ trên shopmoviet.vn và đặc biệt rẻ hơn nữa khi shopmoviet.vn có chương trình giảm giá sốc lên đến 50% ở mục ác thường. Mọi ác thường đều là ác chóng thông tin và hoàn toàn có thể đổi mật khẩu trở thành ác của anh em. Anh em thấy chưa, ác 40 tướng chỉ có 300k thôi, hơn 30 tướng 230k, rẻ nhất từ trước đến nay chưa từng có, nhanh tay chọn một ác để chơi cùng bạn bè nào anh em ơi. Khi chúa tể hắc ám xuất hiện, ngay cả sổ sứ mệnh cũng phải tuân theo chỉ thị của đại ma vương. Nghe có vẻ hơi xàm xí nhưng mà đó là sự thật anh em ơi. Trong 4 tuần, từ ngày 30 tháng 9, các bạn sẽ mở sổ sứ mệnh với giá quân huy như cũ là 210 quân huy nha. 60 cấp, 4 tuần, các bạn làm nhiệm vụ. Và cấp 1, các bạn sẽ không nhận được trang phục của tướng trong sổ sứ mệnh nữa, mà là trang phục tùy chọn một trong ba anh em ơi, Badum thợ sửa ống nước hay là trang phục của Wonderman hoặc là trang phục của Kilgoroth. Đến cấp 10 các bạn mới nhận được trang phục của vị tướng Volcat có tên là Dạ Huyết Tộc với cái thẻ thử tướng Volcat 3 ngày. Đến cấp 40 các bạn mới nhận được tướng Volcat nha. Cấp 20 các bạn chọn một trong ba tướng Arete, Cepeda và Kret, ba tướng trợ thủ. Cấp 30 các bạn chọn một trong ba trang phục bậc S, trang phục của Lindis, trang phục của Amini và trang phục Laurel. Đến cấp 50 các bạn nhận một trong ba tướng, một là Ryoma, hai là Kilroth và tướng chẳng ai chơi Widow Summerland. Ở trong vòng quay các bạn có thể nhận được cái bộ ba trang phục điệp phái biển. Ok, và cái cấp cuối cùng chính là vị tướng bây giờ rất hot, Chrissy tiểu yêu nữ. Cấp 60 các bạn nhận được Chrissy tiểu yêu nữ nha, trang phục rất ma mị của vị tướng Chrissy, một vị tướng bây giờ anh em tranh nhau pick đánh rất sướng, thả bướm rất ghê. Các bạn có thể đặt sớm sổ sứ mệnh mùa 10 từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 9 để nhận nhiều ưu đãi hơn. Avatar động Volcat, khung viền động Volcat với giá là 410 con huy nha. Hiện tại các anh em dùng hệ điều hành iOS, tức là dùng iPhone, chưa cập nhật được Game Boy Mobile. Cái này là do chưa được đồng bộ hóa anh em ơi. Phải đợi bên iOS họ cho đồng độ hóa thì mới cập nhật được. Cái này thì có thể là sẽ lâu hơn so với dự kiến. Có thể ngày mai các bạn mới chơi được ở trên hệ điều hành iOS nha. Và hội đồng Galaga Mobile sẽ đền bù cho các bạn một vé quay kho báu để Anhini sửng qua Moren rèn ngay Adis xứ sở thần tiên trang phục. Nếu anh em chơi Galaga Mobile lâu rồi thì chắc chắn là một trang phục miễn phí mà ai cũng có rồi. Và nếu anh em mà chưa có thì có thể là qua sửng quà Moren để nhận trang phục về nha. Chú tể vùng cất trở lại và ăn hải hơn, nới hải hơn xưa nha. Chú tể nghe đồn rằng là vị tướng thứ 90 của máy chủ mặt trời đó các bạn ạ. Ây dạ, cái thằng béo này nè, cái gì vậy hả? Để tái nuốt một con bùa để mình ăn bùa chứ. Tuổi gì? Tuổi gì phá của chú tể đúng không anh em ơi? Ây dạ, có vẻ đông, có vẻ tôi xong rồi. Cái đam một chiếu 2 Daxi nó to quá. Ây da, thằng biếu này, thấy trâu có thể những đang gì vậy được hả? Cứu, quân bay đâu, cứu. May quá, có đệ tử Natalia đến cứu mình em ơi. Hay quá, cho xin miếng nào, cho xin thôi. Có lẽ là như vậy là tuyệt vời rồi. Chúa tể chúng ta vẫn never một anh em ơi. Đừng buồn quá đi. Mang tiếng là chúa tể đấy. Đệ tử như kiểu đắc béo nhìn thấy và kiếp sợ nhưng không ngờ nó còn chôn mình em ơi. Ây da, cái bộ đồ của tôi đâu rồi hả? Ở đây, thằng chú tể bên kia nó sẽ mất tiêu rồi. Từng là khổ quá đi mà. Bây giờ mới nè vừa hai. Tôn đến rồi anh em ơi. Cho xin. Trời á, định trời chúa tể ta này thì này này
Cướp hả? Này thì cướp này, cướp này. Trời ơi, cho xin miếng nào. Để đại ca xin miếng nào. Rồi, chạy đâu hả bưởi? Ấy, có vẻ khó xơi rồi anh em ơi. Cái này cứ bình tĩnh nha, để chúa tể đại ca xin miếng nào. Rồi, mình xếp. Ây da, cái gì vậy trời? Cái lũ đệ tử này nó có vẻ là không biết nhường nhịn chúa tể là gì anh em ơi. Kính trên nhường dưới. Tính. Ây da, ây, thôi, thôi. Thôi, ăn hết đi. Ăn hết đi các bạn ơi. Mang tiếng là chúa tể mà đệ tử chẳng đứa nào nhường cho chúa tể một miếng nào đấy. Từ nãy đến giờ là mình khác gì SP đâu. Chơi chúa tể mình thích nhất là cưỡi ngựa anh em ơi, cưỡi ngựa chém đao như kiểu là Quách Vân Trường rất là oai ở nha. Cái này để chúa tể đại ca nhá. Thực sự là cực kỳ ghét bé Natalia rồi anh em ơi. Cái này để chúa tể sơ nha. Lần này thôi nha. Cái này để chúa tể sơ nha. Đừng có cái ép của chúa tể nữa mà. Theo một số nguồn thông tin rất đáng tin cậy thì vị tướng thứ 90 tại mặt trời mặt trời không ai khác chính là chúa tể Volkat. Trời luôn. Bật chiêu cuối lên và quất luôn nhỉ, cưỡi ngựa phi tên à, cưỡi ngựa bắn tên chính là chúa tể vốn cát chúng ta. Có vẻ thấy là các bạn thấy là chiêu 2 nó hơi bị khó vì chúng nha. Nếu phi khoảng cách gần thì rất ok, nhưng phi khoảng cách xa thì rất dễ bị tướng địch né. Mình xin cái S nữa hả? Không được cứ được đầu. Hayate rồi Edon các kiểu là điện tử của chúa tể, nhưng mà không ngờ trận đấu này các bạn cái S kinh quá. Ghê quá, cái kinh quá anh em ơi. Không sao, chúa tể của chúng ta vẫn rất ghê. Anh ghê tôi nha, trận này thắng chắc rồi anh em ơi. Ba đường mega thì bạn lấy gì đỡ đây? Cái tội cướp đầu game của chúa tể đó anh em ơi. Đùa với chúa tể à? Gần tất. Hai đánh bốn làm sao đánh được à trời. Đầu tiên phải phóng chiêu hai thật chuẩn xác. Đó, xong kích hoạt chiêu 2 rồi kích hoạt chiêu 1. Một combo nhẹ nhàng. Trận này chúa tể không thèm đi đường nữa mà đi lên nha. Đối đầu với chùm ảo diệu là cô bai. Nhưng mà chùm ảo diệu đối đầu với chúa tể đại ca có vẻ là không chơi được rồi, bởi vì mình có chiêu 2. Đó. Bay đầu vẫn bị tóm bởi cái chiêu 2 của chúa tể vương cát. Chỉ cần ném chiêu 2 chuẩn xác thì vương cát sẽ rất mạnh anh em ơi. Đây này, mình chỉ cần ném chiêu 2 này, trúng rồi nha. Đó, ok, kích hoạt chiêu 1. Chiêu 2, chiêu 1 đó là combo của chúa tể vương cát. Sau đó thì đánh thương. Nên xui chí mạng thì đam rất to. Và chính vậy mình sẽ ép một chút xíu ngọc chí mạng cho chúa tể vương cát. Cưỡi ngựa đuổi theo luôn. Chém, chém, chém. Chém tầm 3 phát là ok rồi anh em ơi. Sẽ có thêm 1,5 giây bất tử của chiêu cuối. Kích hoạt lần thứ 2. Mình sẽ đợi đây này, ném chiêu 2 này. Ok, trúng chiêu 2 chắc chắn là chết. Ném chiêu 2, chiêu 1 là một nền bản điểm số thôi. Hy vọng thì đúng thật sự là Volcat sẽ xuất hiện sớm. Như vậy thì Volcat có lẽ là vị tướng đầu tiên xuất hiện sớm nhất ở máy chủ mặt trời. Mình còn chiêu cuối mà. Khi có chiêu cuối anh em đánh thường liên tục nha. Rồi đánh tầm 3 đòn đánh thường trở lên là chúng ta sẽ kích hoạt chiêu cuối. Vừa làm choáng mục tiêu xung quanh, vừa biến vào cái trạng thái chúa tể. Chơi mình à. Wow. Đấy, lại bắt bướm này. Rồi, lại nhảy trong bướm bướm kia kìa. Biết ngay mà anh em biết nhưng mà không thể tóm được. Wow. Cứ bình tĩnh nha anh em ơi, để với bạn đấy vào cái quỹ đạo nhất định mình sẽ ném chiêu 2. Phải dùng cái đầu lạnh nha anh em ơi, dùng cái đầu lạnh đầy rồi. Bây giờ thì bạn chạy thế nào được nữa hả? Khi mà Enando sử dụng chiêu thức mà không kéo giãn cái khoảng cách từ vị trí Enando với vị trí con bướm thì mình rất dễ bắt.
lên anh em muốn đánh Enado tốt thì kéo giãn cái khoảng cách ra để mình bay đi, nhặt bướm sẽ ảo diệu hơn. Tất nhiên là hiện tại mình chơi vương cát chứ không phải chơi Enado nha. Các bạn có thể hack chiêu 2 bằng cách dùng chiêu 2 để tiêu diệt mục tiêu. Đó, ném chiêu 2 liên tục luôn. Nhưng mà nhớ đánh vương cát thì vẫn phải mắc chiêu 1 trước, mặc dù chiêu 2 có khả năng hack. Đầu tiên là phải ném chiêu 2 chuẩn xác. Rồi bây giờ thì bạn chạy đi đâu, mình còn tốc biến cơ mà. Tốc biến của vương cát và những chiêu bay nhảy đều có thể thoát ra khỏi chiêu cuối của Aisa. Đây rồi, Elendor rồi. Elendor rồi. Chiêu 2 chuẩn xác. Khi mà chiêu 2, chiêu 1 bật chiêu cuối lên, chém thường vài phát lên bảng số. Nói chung là đây vị tướng có thể càn quét team bạn với khả năng chiều cuối miễn khống chế. Nào giữa đội hình team bạn quẩy anh em ơi. Và cái phong cách build đồ lên nhiều đồ đam này rất khỏe. Mình sẽ lên một đối thủ để vương cát cứng cáp hơn. Nào khi bạn dùng chiều cuối có thể là trụ lâu hơn cho giao tranh. Thôi chiêu 2 trúng rồi, chắc chắn hay đồ chết anh em ơi. Chỉ cần chiêu 2 chuẩn xác là tiêu diệt được tướng địch thôi anh em ơi. Đây này, mình sẽ ném chiêu 2 trúng Aisa. Kích hoạt chiêu 2, chiêu 1. Đó. Hiệu ứng khống chế và sát thương bồi vào rất ghê khi các bạn sử dụng phù hiệu ma chú nha. Đó, kích hoạt chiêu 2, chiêu 1. Thế là lên bảng số thôi. Thực sự sức mạnh của chúa tể Volcat rất là ghê, nhưng mà vẫn có cái điểm khó chính là chúng ta phải sử dụng chiêu 2 thật chuẩn xác. Có vị tướng mình thấy cũng khá là xứng danh với cái chức chúa tể đó anh em ơi. Ghê gớm cực kỳ, không phải dạng đùa đâu. Ok, như vậy video clip Mô Việt chơi Vương Cát đến hết rồi. Xin chào anh em, hẹn bạn clip tiếp theo nha. Bye bye. Chẳng đầy đủ và luôn thiếu, phải tự lập từ bé vì chẳng được ai nuông chiều. Ta đi để biết ta là ai trong cuộc đời, dù có thắng hay thua cũng chỉ là trong cuộc chơi. Có những bài hát nghe chỉ một thời ta thuộc lời, để biết thương lớn rồi nên là bài không thuộc thôi. Thiếu thuộc ta nói buồn đâu là còn chẳng tan, thiên ta vẫn cứ bước dù có mưa hay nắng hạn. Giữa trời đông giá rét hai đâu cũng có băng tan, và bất kể ngày đêm mình như thế hay chẳng tan. Ba muôn phiền trong tôi đều tan biến cùng anh.
cơm sau hôm nay. Tay còn đang lên nhau bao lời ca kia xa ai vẫn vương biết cách ấy. Cấp ba là những ngày chưa nhập ngủ, bạn bè không hẹn mà khi nào cũng tụ tập đủ. Môn nhạc tâm tình bạn và tôi luôn ấp ủ và cất giữ từ những giây phút hay ngày phút này cả quyết tâm cũ. Đường dài còn phía trước, không ai sẽ trong gai vẫn cứ bước bên nhau đừng để lãng phí thời gian vì trời ban cho ta gặp gỡ là hoa chí trời nam quỳnh. Có đi thì cũng có đến, có nhớ thì cũng có quên nhưng tình cảm đã chậm. Thế nào chúng ta giờ thì làm sao để quên? YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.